Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình tối nay thứ 6, ngày 27 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây. Thể chế hóa quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân. Ngân sách nhà nước bắt đầu hỗ trợ giảm lãi suất 2%. Phát huy vai trò nông dân Sơn La thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa. Người dân thành phố Sơn La háo hức chờ đón chuỗi sự kiện Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Sáng ngày 27 tháng 5, Quốc hội nghe trình bày, tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trình bày tờ trình dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự thảo luật gồm 7 chương, 74 điều với rất nhiều điểm mới ở các nội dung quy định chung. Quá trình xây dựng trình dự án luật còn có ý kiến khác nhau liên quan đến việc quy định về thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp trong dự án luật này. Cụ thể như loại ý kiến thứ nhất, đề nghị dự án luật quy định một chương riêng về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ tại các loại hình doanh nghiệp, trong đó quy định một số đặc thù đối với doanh nghiệp nhà nước. Loại ý kiến thứ hai, đề nghị dự án luật không quy định về thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp. Chính phủ thống nhất với loại ý kiến thứ nhất. Trên cơ sở đó, dự thảo luật quy định một chương là chương 4 về thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp. Trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết ban hành luật thực hiện dân chủ ở cơ sở với những lý do như đã được nêu trong tờ trình của Chính phủ. Hồ sơ dự án luật được Chính phủ chỉ đạo chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đúng quy định. Đối với một số nội dung cụ thể như về thanh tra nhân dân, Ủy ban Pháp luật tán thành việc chuyển quy định về thanh tra nhân dân hiện đang được điều chỉnh tại luật thanh tra sang quy định tại dự thảo luật này, nhưng đề nghị cần kế thừa cách thức quy định của luật thanh tra hiện hành, bảo đảm tính đầy đủ và toàn diện của chế định thanh tra nhân dân. Cũng trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Đồng thời, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Sáng nay, ngày 27 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành để triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước. Trong năm nay và năm sau sẽ có 40.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước dành để hỗ trợ lãi suất cho người dân và doanh nghiệp. Ngân hàng này có hơn 10.000 khách hàng hiện hữu, với hơn 200.000 khoản vay đáp ứng điều kiện được hỗ trợ giảm lãi suất 2% theo Nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước. Đây là chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tiên sử dụng ngân sách nhà nước có quy mô lớn được triển khai qua hệ thống ngân hàng thương mại. Vì vậy, có nhiều ý kiến đóng góp để đi vào thực tiễn. Ứng trước 85% tiền phần hỗ trợ lãi suất mà đã thực hiện cho khách hàng đấy. Cái điều này thì cũng là các tổ chức tín dụng cũng sẽ có một cái phần giảm cái hiệu quả kinh doanh trong năm. Thì chính vì vậy cho nên là cũng nhân cái hội nghị này thì cũng đề nghị ngân hàng nhà nước có những cái biện pháp hỗ trợ các ngân hàng thương mại, đặc biệt là những tổ chức tín dụng có cái số dư nợ lớn. Không phải tất cả đối tượng khách hàng đều được hưởng hỗ trợ lãi suất, mà chỉ có 11 nhóm. Mà 11 nhóm đối tượng ngành nghề này thì lại cũng có căn cứ vào điều kiện. Nên là nếu mà không có sự đồng hành cùng chính quyền địa phương, cùng với tổ chức thì sẽ có những cách hiểu khác nhau, bản thân cán bộ chúng ta cũng không hiểu. Đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn, Ngân hàng Thương mại sẽ thực hiện giảm trực tiếp vào số lãi tiền vay phải trả của khách hàng. Căn cứ vào kết quả hỗ trợ lãi suất của ngân hàng đối với khách hàng, ngân sách nhà nước sẽ thanh toán số tiền hỗ trợ lãi suất cho các ngân hàng. Đây là thời điểm mà có thể là chính thức chúng ta triển khai cái chương trình này, sau khi đã có đầy đủ cơ sở về mặt pháp lý để triển khai thực hiện chính sách này. Thế còn việc các tổ chức tín dụng hướng dẫn nội bộ hoặc là có những cái biện pháp về mặt kỹ thuật trong quá trình tổ chức thực hiện thì cũng được quán triệt trong hội nghị hôm nay để làm sao đẩy nhanh được cái việc hỗ trợ 2%. Có thể thấy chính sách hỗ trợ lãi suất 2% là một giải pháp bổ sung và thời gian tới sẽ song hành cùng với các giải pháp mà ngành ngân hàng đã, đang và sẽ triển khai, bao gồm cả chính sách hỗ trợ lãi suất 2% thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Những chính sách này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp,
tận dụng thời cơ phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới, góp phần kích thích cả phía cung và cầu, tạo nền tảng để tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ theo hướng bền vững hơn. Sáng nay, ngày 27 tháng 5, đồng chí Thào Xuân Sùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Châu. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Châu đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng bộ huyện 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, nhất là công tác chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia chuỗi sự kiện Festival trái cây và sản phẩm ô cốp Việt Nam năm 2022 tại Sơn La của huyện Thuận Châu. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định. Đồng chí Thào Xuân Sùng bày tỏ vui mừng trước kết quả huyện Thuận Châu đã đạt được và mong muốn huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng huyện ngày càng vững mạnh toàn diện. Nhân dịp này, đồng chí cũng đã trao hai bức chân dung các Mác Lênin cho Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Châu. Ngày 26 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Châu đã tổ chức phiên họp thứ 12 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2022, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2022. Trong tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Châu đã quyết liệt chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Về kinh tế, toàn huyện đã thu hoạch được 1.689 tấn quả các loại, 235 tấn mủ cao su, 1.057 tấn chè, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm, đẩy mạnh triển khai kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho nhà máy chế biến rau quả Doveco Sơn La. Đến nay đã cung ứng giống và tổ chức trồng được 86 hecta chanh leo, 17,8 hecta dứa, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2022. Giá trị giải ngân thanh toán bằng 48,02% kế hoạch vốn giao, tiếp tục xây dựng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Văn hóa xã hội được quan tâm đẩy mạnh thực hiện, xóa được 24 nhà tạm, quốc phòng an ninh, trật tự toàn xã hội được giữ vững. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Châu tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án trọng điểm đang triển khai, đảm bảo hiệu quả chất lượng, tăng cường công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, thực hiện chế độ chính sách an sinh xã hội, tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine theo quy định, chuẩn bị các điều kiện cho công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn hội viên nông dân phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hội nông dân các cấp đã phát huy vai trò nông dân thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, góp phần đưa nông nghiệp Sơn La ngày càng khởi sắc. Sau khi được hội nông dân tỉnh, huyện cũng như trung tâm dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng chăm sóc xoài theo quy trình Việt Gáp, Global Gáp và theo hướng hữu cơ, nhiều nông dân của bản Lắc Kén, xã Tú Nang đã thay đổi tư duy trong việc chăm sóc xoài. Giờ đây trái xoài của người dân nơi đây đã vươn ra thị trường thế giới. Để xuất khẩu sang Trung Quốc thì gia đình cũng áp dụng cái khoa học kỹ thuật đã được tập huấn và trước là chăm sóc, làm cỏ, bón phân rồi là phun theo định kỳ để chăm sóc cho quả xoài từ khi xoài ra hoa và đậu quả là chăm sóc bằng phun định kỳ và đến xoài được tầm 3 lạng tiến hành bao trái để đảm bảo cho cái chất lượng của xoài với lại mẫu má xoài nó đẹp hơn để đảm bảo được cái chất lượng để xuất khẩu. Phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện các chương trình đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh, chuyển mạnh từ sản xuất nông hộ nhỏ lẻ, không tập trung, hiệu quả thấp sang phát triển kinh tế tập thể. Trọng tâm là phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, hợp tác xã cây ăn quả, rau củ quả, chăn nuôi gia súc gia cầm, thủy sản. Chúng tôi thành lập hợp tác xã là nhận thấy là các thành viên cũng trong các hộ gia đình cũng có cái ý tưởng là chăn nuôi theo cái chuỗi liên kết thì chúng tôi hội tụ lại các hộ gia đình đấy cùng chung ý tưởng và chăn nuôi, chủ yếu là chăn nuôi bò
cùng với trồng cỏ trên đất dốc, chúng tôi lại có được nguồn phân bò để ủ vi sinh. Và từ đấy chúng tôi lại có ý tưởng là trồng thêm cây, trồng trọt để làm theo một chuỗi khép kín. Cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hội viên Nông dân tỉnh Sơn La đã góp phần cùng với tỉnh nhanh chóng đưa Sơn La trở thành một trong những tỉnh có diện tích trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước với 82.800 hectare cây ăn quả và cây sơn tra, duy trì và phát triển 235 chuỗi cung ứng nông sản thủy sản an toàn, 183 mã số vùng trồng cây ăn quả với diện tích 4.700 hectare xuất khẩu sang 14 thị trường các nước. Đến nay, toàn tỉnh có trên 10.100 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh cái việc hỗ trợ nông dân thông qua xây dựng các cái mô hình kinh tế, hỗ trợ vốn, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ đầu vào, hỗ trợ trả chậm cho nông dân và hỗ trợ tín dụng cho nông dân để làm sao nông dân có những cái điều kiện tốt nhất để tiếp cận các cái nguồn lực từ xã hội để có thể phát triển kinh tế xã hội ở tại địa phương, cũng như tạo ra những cái giá trị sản phẩm nông nghiệp mới có chất lượng cao để tham gia vào cái chuỗi giá trị nông nghiệp của toàn cầu. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng xanh, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc. Để thực hiện mục tiêu này, Hội nông dân các cấp trong toàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên nông dân phát huy vai trò chủ thể trong thực hiện các phong trào nông dân thi đua phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng nông nghiệp nông dân nông thôn Sơn La phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, để sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững, sản phẩm đạt chất lượng sản lượng bán được với giá cao, các thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân Tiến, xã Sà Vạt, huyện Yên Châu đã chuyển sang sản xuất hiện đại và liên kết trong sản xuất. Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân Tiến, xã Sà Vạt, huyện Yên Châu có 38 thành viên chuyên trồng và tiêu thụ xoài tròn với tổng số 60 ha. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, thời gian qua, Hợp tác xã đã đầu tư cải tạo các vườn xoài cổ thụ, triển khai trồng mới giống xoài tròn ghép cành từ giống đầu dòng, đã qua tuyển chọn và áp dụng kỹ thuật trồng theo quy trình Việt Gáp, hữu cơ, tạo sản phẩm quả xoài to, mã đẹp hơn. Tất cả diện tích trồng xoài tròn là vào khoảng độ 60 ha, mà diện tích trồng này chỉ có 30 ha thôi, nhưng mà nhờ khoa học kỹ thuật vào thì năng suất nó tăng rất là cao, rất là rõ rệt. Và bà con trong thành viên tác xã là tuân thủ nghiêm ngặt cái quy trình theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Bộ Đô Gáp do nhà nước quy định, và trực tiếp là chỉ dẫn sản xuất là do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp của huyện Yên Châu là giám sát trực tiếp từ khâu chăm bón từ đến lúc thu hái. Gần đây, xoài tròn của Hợp tác xã được đánh giá cao về chất lượng, sản phẩm thu hái đến đâu là bán hết đến đó. Từ đầu vụ đến nay, Hợp tác xã thu mua trên 50 tấn xoài với giá trung bình từ 20 đến 25 nghìn đồng 1 kg, cao hơn 5 đến 7 nghìn đồng so với năm trước. Năm nay, xoài tròn của Hợp tác xã được huyện Yên Châu chọn là một trong những sản phẩm trưng bày tại Festival Trái Cây và Sản phẩm OCOP Việt Nam. Tổng diện tích 60 ha của các viên tác xã đây là nằm ở trong vùng thương hiệu chiến địa lý hết. Mà cái giá cả thì so với trước, chưa có chiến địa lý này, chưa có thương hiệu, thì quả xoài là giá rất rẻ, nhưng mà từ hồi có cái chỉ dẫn địa lý và cái thương hiệu quả xoài tròn ấy là giá nó tăng lên 3 lần. Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân Tiến đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Yên Châu triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, quy trình sản xuất, thu hoạch, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất để tiêu thụ xoài, đồng thời tìm kiếm các đầu mối, doanh nghiệp, siêu thị ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm. Cái Hợp tác xã Xuân Tiến ấy, là cái hợp tác xã mà trồng xoài tròn và cái hỗ trợ bà con thu mua xoài tròn lớn nhất trên địa bàn huyện. Thì chúng tôi cũng đã có cái giải pháp để giúp đỡ cho hợp tác xã. Đối với hợp tác xã thì cũng đề xuất là đưa cái sản phẩm xoài vào siêu thị lớn như Bixi. Thì chúng tôi cũng đề nghị hợp tác xã là phải khi lên ký hợp đồng nguyên tắc với các siêu thị thì phải nhờ các cơ quan chuyên môn của huyện tư vấn, tránh trường hợp khi ký hợp đồng rồi mà đưa sản phẩm xuống mà không đạt tiêu chuẩn thì là người ta sẽ hủy hợp đồng và cái việc thiệt hại là hợp tác xã sẽ phải chịu.
Có thể nói, hiệu quả của Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân Tiến, xã Sập Vạt, huyện Yên Châu đang trở thành bước đi và cũng là điểm tựa của hàng trăm hộ trồng xoài tại địa phương. Thưa quý vị, chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam, Festival Trái cây và Sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Sơn La, và thành phố Sơn La là nơi tổ chức nhiều hoạt động quan trọng. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện gấp rút hoàn tất. Đặc biệt, khu vực Quảng trường Tây Bắc là nơi diễn ra festival, cũng đang được trang hoàng rực rỡ đón chào các đại biểu và du khách gần xa. Những ngày này, không khí tại Quảng trường Tây Bắc đang nhộn nhịp, khẩn trương hơn bao giờ hết. Hàng trăm công nhân của đơn vị tổ chức sự kiện đang hoàn thiện những khâu cuối cùng, lắp đặt các gian hàng để bàn giao cho các tỉnh chuẩn bị trưng bày sản phẩm. Đặc biệt, con đường nông sản với những mô hình, tiểu cảnh về các loại trái cây, sản vật đặc trưng của từng vùng cũng sẽ là điểm nhấn của sự kiện lần này. Xung quanh khu vực quảng trường có khoảng 500 gian hàng chia thành các khu vực như nông sản Việt và sản phẩm OCOP vươn ra thế giới, triển lãm thành tựu phát triển nông nghiệp Việt Nam, triển lãm thành tựu phát triển kinh tế xã hội và tiềm năng phát triển của tỉnh Sơn La. Ngày nào tôi cũng ra đây và tôi cảm thấy rất là hào hứng chờ đón cái ngày diễn ra cái lễ hội chính thức. Tôi cũng mong là được tham quan các cái gian hàng này của các cái sản phẩm của các tỉnh, đặc biệt là về hoa quả, lấy nông sản của các tỉnh mang đến. Bản thân tôi thì nghĩ là có những cái lễ hội như này thì để cho người dân tỉnh Sơn La này rồi cũng như các tỉnh khác này trao đổi giao thương rồi tham quan học hỏi rồi thưởng thức các cái sản phẩm nông sản. Bên cạnh đó, công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, ánh sáng cũng được các đơn vị chú trọng triển khai, thực hiện lắp đặt màn hình LED cỡ lớn, đầu tư các công trình vệ sinh công cộng, thay mới hoa, cây cảnh tại khu vực quanh quảng trường, thực hiện thay mới toàn bộ cờ Tổ quốc và sơn sửa lại một số công trình phụ trợ khác, đảm bảo nơi tổ chức sự kiện sẽ tưng bừng, rực rỡ sắc màu. Rất là tự hào và rất là vui khi được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà Thủ tướng Chính phủ sẽ lên và đối thoại với nông dân Việt Nam để xem là nhu cầu của nông dân có những cái nhu cầu gì để nhà nước sẽ mở đường và sẽ hỗ trợ nông dân. Tại lễ khai mạc Festival Trái cây và Sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra vòng xòe với quy mô 1.000 người tham gia. Nòng cốt là các đội văn nghệ quần chúng của các xã phường trên địa bàn thành phố. Đến nay, công tác chuẩn bị cho vòng xòe đoàn kết cũng đã được hoàn tất, sẵn sàng trình diễn, giới thiệu, quảng bá nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái tới các đại biểu và du khách, tạo nên điểm nhấn, dấu ấn về festival đầu tiên được tổ chức tại Sơn La. Trong cái đợt tham gia để tập vòng xòe cũng như là điệu vũ điệu kết đoàn, thì trong cái 3 ngày diễn ra luyện tập thì thời tiết thì cũng không ủng hộ, cho nên là có ngày mưa, ngày nắng rất là vất vả. Cho nên trong cái ngày luyện tập thì được chị em rất là nhiệt tình và trách nhiệm để đảm bảo cho cái khai mạc, lễ khai mạc festival trong thời gian tới. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo tại khu vực diễn ra chuỗi các hoạt động, Quảng trường Tây Bắc sẽ là nơi hội tụ những nét văn hóa của các dân tộc từ nhiều vùng miền. Đây cũng là dịp để tỉnh Sơn La nói chung và thành phố Sơn La nói riêng có cơ hội giới thiệu đến bạn bè các tỉnh, thành phố trên cả nước hình ảnh về một Sơn La văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Những năm qua, huyện Mường La đã triển khai nhiều giải pháp khai thác tiềm năng, tạo bước đột phá trong phát triển du lịch. Những ngôi nhà hạnh phúc cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hướng tới giá trị nhân văn, xây dựng hạnh phúc, trao cho em tương lai tươi sáng. Ngày 27 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Nhai tổ chức hội nghị tập huấn triển khai công tác quản lý cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia và Việc làm và vốn giải quyết việc làm năm 2022 tại xã Trường Khay, Mường Sại và Nậm Ét. Tại hội nghị tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung về các quy định việc làm, thông tin thị trường lao động, chương trình việc làm tại tỉnh Sơn La, huyện Quỳnh Nhai năm 2022, các chính sách tín dụng đang triển khai.
giải pháp nâng cao vai trò trách nhiệm của trưởng bản với chính sách tín dụng ưu đãi, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm, tổ vay vốn, đồng thời triển khai một số nội dung về chương trình xuất khẩu lao động, việc làm, cơ chế hợp tác quản lý lao động và một số văn bản quy định về vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm, giải quyết việc làm, vai trò nhiệm vụ của trưởng bản đối với chính sách tín dụng ưu đãi. Những năm qua, huyện Mường La đã triển khai nhiều giải pháp khai thác tiềm năng, tạo bước đột phá trong phát triển du lịch. Để nâng cao chất lượng phục vụ du khách, hệ thống giao thông đường bộ nối các tuyến du lịch tại Mường La đã được đầu tư nâng cấp tương đối đồng bộ, cơ sở dịch vụ lưu trú cơ bản đáp ứng nhu cầu của du khách. Huyện Mường La đã đặt mục tiêu trong giai đoạn 2020-2025 phấn đấu đón 700.000 lượt khách, trong đó khoảng 15.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 210 tỷ đồng. Với quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, huyện Mường La đang nỗ lực triển khai thực hiện các chính sách thu hút nguồn lực đầu tư, ưu tiên phát triển du lịch theo hướng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, xây dựng hình ảnh thương hiệu du lịch Mường La, điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Sáng nay, ngày 27 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Sơn La phát động đồng loạt mở thùng quỹ nhân đạo tại bưu điện các huyện thành phố. Thùng quỹ nhân đạo kết nối, sẻ chia và lan tỏa được đặt tại các bưu cục cấp tỉnh, thành phố, huyện để tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm từ người dân tỉnh Sơn La và đặc biệt là những khách hàng của Bưu điện Việt Nam. Tại chương trình, Bưu điện tỉnh, các huyện, thành phố đã huy động gần 200 cán bộ, nhân viên, công nhân quyên góp ủng hộ vào thùng quỹ nhân đạo. Tổng số tiền quyên góp được trên 16,6 triệu đồng. Đây cũng là thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc triển khai một số hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo, góp phần tạo nguồn quỹ để trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương, tai nạn thương tích, bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện. Qua đó, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và tháng hành động vì trẻ em, ngày 27 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La đã đến thăm tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và trường tiểu học và trung học cơ sở trường Ngân A. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến thăm và trao tặng Trung tâm Bảo trợ xã hội 20 thùng bánh Cosi và 100 hộp sữa, tặng trường tiểu học và trung học cơ sở trường Ngân A 30 thùng bánh Cosi và 177 hộp sữa, tổng trị giá trên 10 triệu đồng. Đây là phần quà do nhóm thiện nguyện mùa thu và những người bạn tài trợ, góp phần hỗ trợ động viên các cháu đón Tết thiếu nhi được đầy đủ hơn, đem lại niềm vui phấn khởi cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, dự án nuôi em Mộc Châu của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La triển khai từ tháng 1 năm 2021 không chỉ thực hiện sứ mệnh nuôi các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học tại các lớp mầm non tiểu học trên địa bàn, mà còn triển khai các dự án bổ trợ hạnh phúc cho em nhằm hướng tới giá trị nhân văn, xây cho em hạnh phúc, trao cho em tương lai tươi sáng, ghi nhận của phóng viên truyền hình Công an Nhân dân. Hôm nay, gia đình em Vì Tương Lai tại bản A Má 2, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La rộn rã tiếng nói cười. Những nụ cười rạng ngời, những ánh mắt long lanh xúc động khi được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và các lực lượng chức năng đến bản giao khánh thành ngôi nhà hạnh phúc từ dự án Hạnh phúc cho em của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trao tặng. Hôm nay gia đình tôi hết sức vui mừng, xúc động khi được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trao tặng ngôi nhà hạnh phúc. Không chỉ có nhà mà còn đầy đủ đồ đạc trong gia đình, tôi cảm kích và xúc động nhiều lắm. Gia đình em Vì Tương Lai, học sinh trường mầm non Lóng Sập, hiện đang sống tại bản A Má 2, xã Lóng Sập. Trước đây, gia đình 5 thành viên phải sống trong một túp lều sập xệ. Nhưng kể từ ngày hôm nay, gia đình em sẽ không còn phải sống và sinh hoạt trong ngôi nhà tạm bợ, cùng với nỗi lo sợ vào mỗi khi mưa bão nữa. Ngôi nhà cấp 4 rộng hơn 40m2 với thiết kế 3 phòng ở, một gian bếp với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, được trang bị đầy đủ các vật dụng sinh hoạt cần thiết như góc học tập, xe đạp, bếp ga, son nồi, quạt, giường, chiếu, chăn ga. Các em hôm nay đã có riêng cho mình một góc học tập với đầy đủ đồ dùng để viết cho cuộc đời mình một tương lai đầy tươi sáng. Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã khánh thành bàn giao 2 ngôi nhà hạnh phúc tại các huyện Mộc Châu, Vân Hồ với tổng trị giá gần 200 triệu đồng, 3 công trình điểm trường tại huyện Yên Châu với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Bản thân tôi rất là vinh dự được cùng tham gia với dự án Hạnh phúc cho em. Thực sự là tôi rất là xúc động và rất là tin tưởng và ủng hộ ở dự án và mong rằng là dự án ngày càng lớn mạnh.
để giúp được cho các cho giúp và xây dựng được rất là được nhiều ngôi nhà hạnh phúc cho em nữa, cho các em nhỏ tại vùng cao nơi biên giới. Với dự án hạnh phúc cho em thì đoàn thanh niên công an tỉnh sẽ đứng ra kêu gọi tài trợ cho các điểm trường, nhà tranh vách lá và các cái điểm nhà hạnh phúc dành cho các đối tượng như là các em học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học tốt nhưng mà gia đình có thể là mồ côi cha hoặc mẹ hoặc gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Và trong thời gian tới thì dự án hạnh phúc cho em dưới sự điều hành của đoàn thanh niên công an tỉnh sẽ tiếp tục vươn xa nữa đến các huyện, đến các hoàn cảnh còn khó khăn. Từ một dự án nhỏ, nuôi em Mộc Châu sau khi được nâng cấp thành dự án cấp tỉnh và trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, dự án đang dần lan tỏa sự yêu thương, nhân ái tới rộng khắp các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới của tỉnh Sơn La, giúp cho các em nhỏ vững bước tương lai. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc, thời tiết tại thành phố Sơn La, thời gian diễn ra chuỗi sự kiện Festival Trái cây và Sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 như sau. Ngày 28 tháng 5, mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối có mưa rào và dông. Từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 28 tháng 5, thời gian diễn ra khai mạc festival không mưa với xác suất khoảng 80%, khả năng xảy ra mưa nhỏ từ 1 đến 5mm, khoảng 20%, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Ngày 29 tháng 5, mây thay đổi không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Ngày 30 tháng 5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Ngày 31 tháng 5, nhiều mây có mưa vừa đến mưa to và dông. Từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 31 tháng 5, thời gian diễn ra bế mạc festival, có mưa và mưa rào nhẹ từ 5 đến 10mm. Với xác suất trên 50%, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Ngày 1 tháng 6, mây thay đổi, có lúc có mưa và mưa rào nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Để phục vụ các hoạt động trong chuỗi sự kiện, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam và Festival Trái cây Sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La thông báo hạn chế phương tiện tham gia giao thông trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Sơn La. Cụ thể, hạn chế xe ô tô tải trên 3,5 tấn, xe ô tô khách từ 16 chỗ ngồi trở lên. Đối với tuyến đường quốc lộ 6 từ km 290, đầu đường đôi thành phố Sơn La đến km 304 đèo Sơn La. Quốc lộ 279G từ km 92 đoạn giáp danh giữa thành phố Sơn La với huyện Mường La đến km 105 750 ngã tư Cầu Trắng thành phố Sơn La. Thời gian hạn chế ngày 28 tháng 5 năm 2022, buổi chiều từ 15 giờ đến 18 giờ, buổi tối từ 19 giờ đến 22 giờ 30 phút. Ngày 29 tháng 5 năm 2022, buổi sáng từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút và từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút. Buổi chiều từ 13 giờ đến 14 giờ 30 phút, buổi tối từ 18 giờ đến 20 giờ. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tin mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, dông lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở tỉnh Sơn La. Hiện nay, hội tụ gió trên mực 1.500 m hoạt động yếu. Dự báo đêm 27 tháng 5 và chiều ngày 28 tháng 5, tỉnh Sơn La có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, khả năng xảy ra ở các huyện Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu và Sông Mã. Lượng mưa phổ biến 15-30mm trên 24 giờ, có nơi trên 40mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm 27 và chiều ngày 28 tháng 5 có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng. Nhiệt độ các nơi trong tỉnh, thành phố Sơn La 22 đến 31 độ, huyện Thuận Châu 23 đến 32 độ, huyện Quỳnh Nhai 23 đến 32 độ, huyện Mường La 24 đến 35 độ, huyện Mai Sơn 22 đến 31 độ, huyện Sông Mã 24 đến 34 độ, huyện Sóc Cộp 24 đến 34 độ, huyện Bắc Yên 23 đến 31 độ, huyện Phú Yên 25 đến 34 độ, huyện Yên Châu 24 đến 35 độ, huyện Mộc Châu 21 đến 29 độ, huyện Vân Hồ 21 đến 29 độ.